Rồi, xin chào tất cả anh em từ mọi miền Tổ quốc nha. Đó, hôm nay đến với kênh Bonsai Tiền Giang nhà vườn Đạt Nguyễn nha anh em. Giới thiệu với anh em cây sâm núi trái sụ ha. Đó, em quay cây mẫu nè, cây này rất là lớn nha anh em. Đó. Có hai ba loại ha, loại lớn loại nhỏ nha. Đây em có khoảng 1.000 cây ha. Sống khỏe nha anh em, rễ nè. Em cầm cái bầu lên coi rễ nha. Đó, rễ ra ngoài bầu nha anh em. Bao anh em sống khỏe 100% luôn. Đây, có mấy cây có tàn rất lớn ha. Đây. Anh em nào cần đi bóc em nha. Cây sống khỏe là ghẻ mới giao anh em nha. Đi xa được. Đây, mấy cây đây. Đây, ghẻ nè. Xem lấy xù luôn nha em. Xù nó rất là xù xì ha. Còn xem núi thường trái thôi là nó không có xù cái thân được. Rất có giá trị nha anh em. Số lượng có hạn ha, khoảng 1.000 nhánh thôi nha. Anh em cần thì inbox em nha. Qua kênh Bonsai Tiền Giang nha. Nhánh rất là lớn nha anh em. Nhà tược rất là khỏe nè. Cầm một vài nhánh lên để cho anh em xem. Đó. Rất là lớn nha anh em, rất là đẹp ha. Gà ghế luôn nè. Anh em nào cần đi bóc không nha. Rồi, cảm ơn anh em xem clip ha.